Helios, thương hiệu phụ kiện thời trang dành cho nam giới, đang diễn ra chương trình đặc biệt kỷ niệm 8 năm thành lập với ưu đãi lên tới 50% cho toàn bộ sản phẩm. Chương trình chỉ kéo dài từ ngày 7 tháng 8 đến 11 tháng 8. Helios sẽ chỉ sale duy nhất một lần trong năm nên đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm đầy hấp dẫn này tại link trong phần mô tả và bình luận. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mì Siêu Tim Cật, nơi mà chúng tôi review phim thật. Đã một thời gian rất lâu mà chúng tôi biến mất, lý do chắc chắn không phải vì Euro hay là thị trường chuyển nhượng của MU, mà là vì điện ảnh dạo này phải nói là khá chán, không có gì thực sự bùng nổ. Số phim hay thì chắc là chỉ có đếm trên đầu ngón tay, cụ thể là một ngón, và tôi đang nói đến Inside Out 2. Còn đâu là hậu truyện như là Kung Fu Panda 4 hay là Kẻ Cắp Mặt Trăng 4 thì đều đã trở thành những chú bò. Nhưng mà thôi, hãy tập trung vào nội dung chính, Deadpool và Wolverine. Hơn 2 tuần mọi người được xem rồi, thì đây là bộ phim duy nhất của Marvel trong năm nay. Theo như dự tính thì đây sẽ là bộ phim giải cứu vũ trụ điện ảnh của Marvel theo nhiều cách khác nhau. Và có vẻ cuộc giải cứu này đang khá thành công khi mà Deadpool và Wolverine ở thời điểm hiện tại đã thu về gần 1 tỷ đô, gấp 5 lần từ Marvel và 10 lần Madame Web. Không những thế mà còn tạo ra nhiều cuộc bàn tán trên mạng xã hội, kể cả cái thằng đứng sau tôi đang làm trò này, nhiều hơn cả phốt của mấy anh trai rapper hay là bài sitting của anh trai Vật Ngàn Trông Gai. Vậy thì Deadpool và Wolverine đã giải cứu MCU thế nào và giải cứu ra sao? Thì tôi đã mời đến đây một chuyên gia trong lĩnh vực tiểu năng, và không phải là chuyên gia Marvel, cụ thể là một DC con. Mệt chưa? Chính là tôi, một DC con, thành viên kỳ cựu của chơi phim review. Đấy, mày nói gì về Deadpool và Wolverine đi. Còn mình sẽ review luôn phim đi. Thì nói luôn vào phim luôn, tại vì cái nội dung phim này có gì đâu. Deadpool này Wolverine là bộ phim không hay. Mày nói lại một cách chắc chắn hơn rồi. Deadpool và Wolverine không hay. Đấy nha, mọi người nhớ cắt cái đấy ra đăng lên nhé, không để chửi. Có mang một con nghe chưa? Anh chơi thôi, xin lỗi. Không hề hay đâu. Đừng có mà overrate đâu nữa. Ok, để mời mày giải thích. Thôi được rồi, để em giải thích. Để em giải thích. Ok. Nghĩa là ai đi xem Deadpool và Wolverine nhá, cũng sẽ đều kiểu bùng nổ, vỡ qua cảm xúc, ngạc nhiên các thứ. Rất nhiều cameo Avengers Endgame, rất là đỉnh luôn. Nhưng chỉ là cảm xúc của số ít thôi. Thế là không ít lắm mà một con đông lắm. Khá nhiều đấy. Đấy là còn một cảm xúc của những fan Marvel thôi. Nghĩa là những cái người mà đã từng xem phim Marvel trước đây. Nghĩa là không chỉ xem phim trong vũ trụ điện ảnh Marvel mà còn là trước đấy rất lâu rồi, cái đấy 20 năm phim của Fox, X-Men các thứ. Chưa kể đến việc nữa là Deadpool nói quá nhiều và nói kiểu nhanh nữa, nó chỉ dành cho những cái sự thân thuộc ấy, nghĩa là dành cho những fan thôi. Nên là em nói tệ ở đây là tệ đối với những người không biết về Deadpool hoặc là không phải fan. Nên là thực ra là biết về Deadpool nhưng mà chưa chắc đã biết về phim này nhá. Thì tại vì là cái lượng kiến thức mà họ cần phải biết để thẩm thấu được cái phim này 100% nó quá nhiều. Như anh nhá, anh không phải là một người biết quá nhiều về Deadpool thì đi xem thực ra cũng ok. Nhưng mà đúng thật là có những đoạn như kiểu là Wolverine ấy, mày hôm đấy tao ngồi xem mày không bảo tao không biết để lại. Người ta có leak trên mạng rồi, em bắt được rồi, em mới biết. Mấy cả kể cả cái ông ném bài ấy. Ông gì nhỉ? Ông Gambit. Gambit ấy, tao chỉ thấy hài là Channing Tatum hài thôi, chứ còn mày không nói là ai tao không biết là ai. Nhưng mà Channing Tatum rất hài. Gambit đấy là bị hủy nha. Thế à? Là bị hủy bỏ. Mà nó cũng được mời vào, chứng tỏ là sẽ có nhiều người như anh sẽ không hiểu đâu. Với một DC con cho chính em thì xem phim chắc chắn sẽ không hiểu. Có một cái nhá, tao không hiểu sao khi mà tao thấy Blade tao lại hú. Vì nhá, tao không kỳ vọng là ông ấy xuất hiện, mà tao kiểu rất lâu rồi tao không hề biết là ông đấy là thuộc Marvel cơ. Sau từ lúc mà ông ấy xuất hiện tao kiểu chỉ vì là cảm giác thân thuộc ngày xưa tao có xem cái phim đấy thôi. Vì anh biết Blade đúng không? Ừ, anh biết Blade. Nhưng anh không biết Elektra. Anh không biết Elektra, lúc Elektra xuất hiện em cũng không biết đấy là Elektra. Đấy là ai đấy? Bà ấy phải giới thiệu em biết. Thế thì tại sao mày lại nói đây là cái phim tệ nhất của MCU? Mày nói thấy chưa? Là vì nó là phim dành cho fan. Chỉ có fan mới thấy hay. Thế thì nghĩa là định nghĩa tệ của mày là phim dành cho fan thì là nó tệ đúng không? À không, không phải tệ mà là những cái người không phải fan sẽ thấy nó tệ. Còn em là... Thì chúng tôi sau khi mà khảo sát trên mạng, chúng tôi thấy là Deadpool và Wolverine là một bộ phim mà fan service có rất nhiều người đi xem về rồi lên mạng nói là không hiểu gì. Deadpool thì nói nhiều đau cả đầu. Thì cái đấy cũng đúng. Có thể là họ đi xem phim này chỉ vì nó đang hot đúng không? Hoặc là muốn xem thử cái phim 18 cộng đầu tiên của Marvel là như thế nào. Và 18 cộng ở đây thì không phải là cảnh dừng chiếu mà là chặt đầu chém đầu rồi nói bậy nhiều. Rồi một ông mặc đồ bó màu đỏ chơi với một ông mặc đồ bó màu vàng xong rồi thỉnh thoảng hôn chó. Ông ấy đá lưỡi con chó được không? Ông 18 cộng. Ông ấy có đá lưỡi chó. Có đá lưỡi chó. Cũng gọi là 18 cộng. Nhưng mà đấy là về trải nghiệm cảm xúc. Hay là bây giờ anh mình nói về trải nghiệm điện ảnh đi. Chuyên môn à? Chuyên môn. Thứ mà chúng anh em mình không có. Không hề có. Chúng tôi sẽ nói về chuyên môn. Thì Deadpool Wolverine ấy
chưa thực sự thỏa mãn được đâu. Ok, thế xin mời mày giải thích. Như em đã nói, em sẽ vẫn tận hưởng bộ phim nha, vẫn thích, enjoy. Nhưng suy đi tưởng ngoài tính lại thì phim hầu như là không có một cái ý nghĩa gì nó quá cụ thể hay lớn lao ấy. Cái câu chuyện của Deadpool kiểu tự nhiên nó là một lính đánh thuê bị ung thư xong rồi bất tử, tự nhiên lại một ngày lại bảo là tôi muốn làm điều gì đó để cô bạn gái không khinh thường tôi nữa, xong rồi tự nhiên thành phát bố mày là anh hùng của MCU, Marvel Jesus bố mày là thành viên của Disney bố mày phải là người hùng đấy. Xong rồi câu chuyện của Wolverine, hành trình vượt qua cái mask Wolverine tệ nhất. Em thấy là ông Wolverine này chưa tệ đâu. Thì trong cái đống cameo biến thể Wolverine ấy, cái ông mà tệ nhất ấy là ông Wolverine cao bồi. Em mà gần đây nhá, tao mới biết là Wolverine là một nhân vật rất quan trọng trong X-Men. Không, thực ra trong comic thì không. Thế à? Trong comic thì Cyclops mới là nhân vật quan trọng của X-Men. Wolverine chỉ là một ông lùn cao 1m6 có với cái móng vuốt và cái râu trông rất là đần. Ý cái ý tưởng của Wolverine nghe chán đã trưởng. Là một cái ông mọc móng vuốt ra từ tay xong rồi giết người ấy. Thể Wolverine nghe như kiểu Captain America ấy. Và đó là kiểu chán ấy. Captain America thể anh rất không thích Captain America. Thì tại vì chán ấy, tại vì nó chính nghĩa ấy. Nó thuần ấy, thuần võ thuật. Ừ, thuần võ thuật xong rồi cơ bắp xong rồi kiểu chính trực ấy. Nhưng như kiểu Superman này, với lại Captain America này, với lại Wolverine là ba cái kiểu em không thích nhất ấy. Em tệ, em thấy Superman tệ vãi. Ừ, chán anh... rồi, im ba vãi chưa. Superman kiểu cái gì cũng có ấy, chán nó chẳng chán có gì. Vô địch vãi chưa. Xong rồi Wolverine thì cái cách giết người hay là cái cách đánh nhau với người ta ấy, nó kiểu biểu xong rồi xong vào không, nghĩa là anh không thích cái ý tưởng Wolverine thôi chứ không phải là cái phim không hay. Wolverine của chú Hugh Jackman. Ừ, Hugh Jackman thì hay. Anh không thể chê câu đó trên mạng. Đúng, không thể chê Wolverine của Hugh Jackman. May là lúc đầu anh khi mà anh đi xem phim thì anh cũng không kỳ vọng gì ấy, là chỉ đi xem thôi ấy. Và có cái gì thì mình sẽ tiếp nhận cái đấy. Chứ còn mình mà kỳ vọng đây là một bộ phim rất hay và vừa có ý nghĩa và vừa làm mình thay đổi cảm xúc theo kiểu là sâu sắc ấy. Tất nhiên là không có, đúng chỉ xem để cười và have a laugh, xem để tận hưởng bản thân xong đi về thì quên hết thôi. Thế là nếu mà đi xem với người mình thích thì cũng được. Thì cũng ok, cũng có thể là tận hưởng được. Nhưng mà để mình chọn ra để mình xem thì có nhiều phim Marvel hay. Nó sẽ là No Way Home ấy. No Way Home anh xem một lần xong lần thứ hai anh xem anh kiểu chán thế, cháo gì. Kệ câu chuyện thế nào đi, kệ diễn xuất, chúng tôi không cần cái đó. Chúng tôi cần Deadpool và Wolverine, hai ông đánh nhau. Đúng. Deadpool dốc nhảm, Wolverine cười trừ hết. Đúng. Xong rồi là có cameo. Cameo thật nhiều là được. Các thứ dốc này dốc kia. Đấy. Reference này reference kia đúng không? Đấy. Ok, nói chung là đấy là ý kiến cá nhân của bọn tôi, là tạm có thể là cái tạm chấp nhận cái định hướng này của nhà sản xuất, là sản xuất ra một bộ phim mà người xem có thể tận hưởng ngay tại rạp và về thì có thể xem những cái đoạn cắt để lấy cảm xúc. Ví dụ như là nói thế thôi nhé, chứ xem cái đoạn Cavalry thì nghĩa là mình xem lại đoạn cắt trên YouTube ấy cũng thấy có một chút phê phê mà đúng không? Cũng hay đấy. Đúng rồi, rồi là xem Channing Tatum hài hài cái xào lìn ấy cũng hay. Hay là Johnny Storm kiểu. Ừ thì à, quên mất cả Captain America. kiểu Casanova. Đấy là một con câu đấy tục quá tôi không nói được. Ờ đấy các thứ. Anh nói rất nhiều câu về quá tục tôi không thể nói lại được. Nhưng các bạn có thể xem trên mạng. Yeah, thì những cái đấy cũng là đủ đúng không? Mà có thể xét về góc độ sáng tạo nội dung nhá, thì nó cực kỳ tốt cho việc làm nội dung viral. Tại vì là họ sản xuất ra một cái nội dung cực kỳ dài khoảng tầm 2 tiếng rưỡi. Và họ có những cái đoạn cắt để họ up lên short để nó viral lên và kéo người xem đi xem phim thật. Và thực sự là cũng có nhiều đoạn như thế nữa. Thì nó cũng hay. Ờ nhở, thế chính ra là phim nó cũng không tệ như thế đúng không? Thì nghĩa là những cái người như anh em mình thì nghĩa là anh không phải fan. Nhưng mà anh cũng biết về cái đó. Có nhiều người ta không biết, người ta vẫn đi xem. Em lên mạng thấy bảo vì phim này chán bỏ bô hơn được. Nên mà cũng khen xem trai hiểu gì. Đấy. Thì đấy là ý kiến cá nhân của bọn tôi, các bạn có thể tham khảo. Và bọn tôi cũng thấy là phim cũng có nhiều điểm trừ và nó cũng khá là rõ ràng chứ không phải là vạch lá tinh sâu gì cả. Như là việc giải kết các tình huống mà phim vẽ ra này, rồi là nhiều thuật ngữ mới được tạo ra chỉ nhằm mục đích mà khiến cho bộ phim logic này, nhưng mà lại vô tình đá vào những bộ phim khác. Cái tôi muốn nói ở đây là cái khái niệm anchor being, hay là trong phim dịch là nhân vật đinh đi. Thì cái này gặp mấy ông fan cứng hay soi trứng ấy là ở đấy phê phim ấy, chính xác là phê phim ấy. Thì họ sẽ tìm ra sạn được ngay. Thì đây cũng là một cái bài toán khó cho Marvel. Có thể nói là Marvel buông, kiểu bố không quan tâm. Bây giờ đá vũ trụ mà. Đá vũ trụ cứ... kiểu random cameo. Random cameo go. Random cameo go. Những người như anh này cũng không quá để ý đâu, không quan trọng đâu. Quan trọng là nó vui. Quan trọng là ai? Họ nhét vào đâu. Không ai, ý em quan trọng là họ nhét vào được nhạt thì thôi, nhét vào xuất hiện với nhau và ở gần nhau là được rồi ấy. Thế thôi. Mình cũng chỉ cần thế thôi mà đúng không? Đôi khi cuộc sống mình cũng chỉ cần giải trí thôi. Nhưng mà ý bọn tôi nói ở đây là
xét trên cái quan điểm điện ảnh, điều mà bọn tôi không có nhưng mà bọn tôi vẫn phải nói. Còn về cảm xúc là bọn tôi vẫn 100% rồi thì không không nói làm gì rồi. Còn một cái nữa đi, một cái nữa mà về góc độ điện ảnh là phản diện trong phim quá mạnh. Quá mạnh. Mà phản diện quá mạnh thì chúng ta đánh bại kiểu gì? Lại là thông não chi thuật, sức mạnh tình bạn các thứ, hoặc là phải tự hủy đi. Đúng. Nghe là cảnh đó nên có một sự xuất hiện của một người. Nó là hay hợp lý hơn. Charles Xavier. Không được. Là ai? Naruto. Dốc. Cần Naruto thì mới thắng được những con quái quá mạnh. Thực ra là nếu cả anh và em có phân tích vấn đề điện ảnh đến mấy thì nhiều người vẫn sẽ bảo là chẳng quan tâm. Thực ra là thực ra tao không muốn phân tích ấy. Thì tao cũng không quan tâm đến thế. Tại vì anh mình review. Anh mình cũng phải nói đến nó, anh mình phải động đến nó một tí. Còn thực ra thì mà tôi sẽ xem phim này thôi, nào tôi cũng sẽ xem. Không đi xem về vẫn vui mà đúng không? Các bạn cũng nên thế. Xin lỗi các bạn vừa coi nhưng mà tôi vẫn sẽ phải soi ra một vài lỗi. Đấy. Nếu mà anh không biết, thực ra em cũng không biết. Nhưng mà em đọc ở trên mạng. Thực ra em có theo dõi các fan mạng, các base của Marvel. Cũng phải ngắm vùng tí. Cũng đi copy ra đít thứ gì. Cũng phải copy một tí. Okay. Thì họ có nói là cái vũ trụ của gốc ấy, cái vũ trụ kiểu Avenger ấy là 616. Còn vũ trụ của Deadpool hay là Logan ấy, Deadpool và Logan là cùng vũ trụ nha. Thế không cùng vũ trụ với Avenger? Không, vũ trụ đấy là 1005. Ngay đầu phim chúng ta thấy được là Deadpool gặp được Happy của vũ trụ 616. Deadpool gặp vui vẻ à? Deadpool gặp vui vẻ. Nghe Deadpool gặp được vui vẻ của vũ trụ 616. Okay. Nhưng mà trong khi ông ấy chỉ ở vũ trụ khác. Nghĩa là cuối Deadpool 2 thì Deadpool là trộm được cái máy du hành thời gian. Đúng rồi. Nhưng mà nó chỉ là du hành thời gian thôi. Không phải du hành... cũng không đa vũ trụ được. Nghĩa là đấy là một cái sạn khá là rõ ràng. Mà họ thực sự là họ đúng là họ không quan tâm. Ê, trường đại học xây dựng. Dạ. Ok. Anh ấy không quan tâm đâu, tôi có kể ra mọi thứ anh ấy vẫn không nào, quan tâm. Nào tiếp xin mời. Có nghĩa là anh ấy là một anh ấy bảo là anh ấy không phải fan Marvel nhưng mà anh ấy trong thâm tâm anh ấy là một Marvel con, anh ấy bênh vực Marvel. Thì ý là kiểu tao xem thấy cũng hài ấy. Thế thôi, xong rồi đoạn đấy lại còn có nhảy cái gì nhỉ? Bye bye. Xong rồi gật đầu thôi đúng không? Thôi được rồi. Chúng ta có thể bỏ qua những cái xạ đi nhưng có nghĩa là nó vẫn có nha các bạn. Thực ra lúc anh xem phim thì anh cũng kiểu cái này đúng nhỉ? Cái này chắc chắn là sẽ có nhiều thằng nó vào nó soi này soi kia ấy. Chắc chắn bị soi. Nhưng mà một lần nữa trường đại học xây dựng. Ok. Đấy. Thế có điểm tốt không? Có nhiều điểm tốt chứ. Khen nức nở. Đấy nhá. Những cái điểm tốt quá nổi bật làm cái phim mà không ai quan tâm những cái kia ấy là cameo điên rồ này. Dị nhân đã từng xuất hiện ở các phần phim của Fox này. Thậm chí là không phải dị nhân, những phim của Fox cũng có. Thậm chí là phim bị hủy của Fox vẫn có. Nó là một cái dàn cameo quá là ảo. Và Channing Tatum hay đó. Không, nhưng mà trước khi nhắc đến Channing Tatum, em vừa mới đây thôi đọc được một bài báo trên mạng nói về việc Ryan Reynolds có mời Nicolas Cage Ghost Rider đánh mời rồi anh ạ. Thế à? Sao anh tưởng là Nicolas Cage phim nào cũng đóng? Đúng, thế em mới kỳ lạ ấy. Ông ấy phim nào tụng đóng nha. Bố này mấy phim dở hơi mấy thì cũng đóng. Phim kinh phí thấp tụng đóng. Phim Việt Nam cũng khi tụng đóng. Thậm chí Trấn Thành có thể mời được Nicolas Cage. Đúng, nhưng mà tự nhiên Ryan Reynolds mời không đóng. Không đóng à? Nếu mà có Ghost Rider thì mình cũng khá hét. Ui, mà Ghost Rider khá hét điên luôn chứ. Nếu mà có Ghost Rider nha, tao chấp 10 cái plot hole. Ghost Rider có thể chữa lành tất cả. Đúng không? Quay lại trên Nintendo thì đúng là cái phong cách của anh này quá đỉnh đi. Bao nhiêu phim trên Nintendo hài vãi nhìn. Em không phải là chê Ryan Reynolds đâu. Nhưng mà trên Nintendo cái cách hài của anh ấy trên Ryan Reynolds một bậc. Thế là cái hình thể của ông này khá hài đúng không? Cái này ông ấy có thể kết hợp cả hình thể và lời nói vào đúng không? Cũng đúng. Ông ấy chắc chắn hài hơn một diễn viên hài độc thoại. Cũng tùy theo cái kiểu mà thích kiểu nào. Nhưng mà đúng thật là cái kiểu Channing Tatum nhìn cũng khá hài. Như là Ryan Reynolds thì phải nói rất nhiều ấy. Còn Channing Tatum thì có thể là kiểu kiểu chat đi kiểu. Xong mình nhìn thôi mình thấy hài. Xong chói còn nói giọng tiếng Pháp. You know how long I've been waiting for this? I'm about to make a name for myself here. Đấy, xong rồi lại còn thêm mấy cái quả Blade đấy. Blade. Ông Blade này 60 tuổi. Mà ngầu điên. Xong rồi Elektra. Elektra đấy, anh không biết. Elektra chả nhưng mà cô đấy, không ai biết. Đào xây dựng. Elektra chứ kiểu
Eddie Chan là cùng thời với Daredevil. Cái hai cái phim đấy liền nhau. Thứ hai là có Daredevil, anh cũng không gắn kết với nhân vật Daredevil lắm nên anh cũng không có cảm xúc gì lắm. Nhưng mà em phải công nhận là cái sang cameo đấy quá chất đi. Nói không phải chứ em thấy chất hơn No Way Home. Không thực sự thấy ba Spider-Man bùng nổ bằng quả này. Anh nghĩ là lúc mà chưa có cái này ấy, thì ba cái đấy đã rất bùng nổ rồi. Đúng không? Còn bây giờ thì họ phải làm một cái gì đấy bùng nổ hơn ấy. Tại vì sao? Tại vì mình cũng phải nghe được rất nhiều tin đồn là Tobey Maguire và Andrew Garfield sẽ tham gia. Và nên chúng ta kiểu sẽ biết nó sẽ xuất hiện đấy. Thế nên là còn cái này nhá, họ còn tung là fake cameo. Xong rồi những cái cameo thật đố và biết rồi. Em tách cụ ông nào Licker phải gọi là số 1 thế giới cũng không thể đoán ra được quả Gambit trên Tatum. Không thể đoán được luôn. Thì đúng là như thế thật. Ê, nhưng mà anh nhớ là cái cảm xúc của anh lúc mà thấy Tobey Maguire với lại Andrew Garfield ấy, nó cũng khá là giống cảm xúc lúc anh thấy Blade với lại Channing Tatum. Ngay lúc đấy mình chưa hề có khái niệm là ba người nhện nó sẽ đến với nhau ấy. Thì lúc đấy nó cũng bùng nổ y hệt như này. Và cái cảm xúc lúc xem xong thì cũng y hệt là cảm xúc xem xong Deadpool là kiểu thôi. Cũng được. Nhưng ít ra phim này hài đúng chứ. Đúng phim này hài. Phim này hài. Phim kia hay cringe. Tôi mà không bảo là không hay nhưng hơi thỉnh thoảng hơi cringe. Đấy. Thì em thấy những bình thường nhá, cameo sẽ xuất hiện kiểu cho có thôi, kiểu một giây phút nào đó thôi, nhưng mà những cameo này có góp mặt trong cái câu chuyện luôn, cũng có giúp cho nhân vật chính. Em thấy là cũng được, cũng là một ý. Ok, chốt nhanh lại là Deadpool và Wolverine có nhiều sạn mà mọi người có thể đào được. Sạn cơ bản cũng có, sạn sâu cũng có, và tất cả cái điểm yếu thì đều nằm ở nội dung. Còn lại thì âm nhạc, quay phim, diễn xuất đều từ khá tốt đến tốt này. Đặc biệt là phần cameo thì sẽ được đưa lên hạng xuất sắc, tại vì là rõ ràng là bộ phụ phim có tệ đến đâu, đến mức như thế nào đấy nữa, nhưng mà nhét Tobey Maguire vào hay là nhét Nicolas Cage vào thì khán giả có đổ tiền đi xem không? Chả có là sao? Công thức mới của Marvel thành luôn một cái công thức luôn. Đúng. Nên bây giờ tôi lại phải nói từ đấy, editor beep cho tôi nhá, là kịch bản diễn xuất. Chúng ta ở đây với cameo đoán đường cameo go. Tony Stark không? Hay mình nói tí về Tony Stark đi. Đấy, thì nghĩa là mới đây là quay trở lại đấy. Đúng, gọi là Doctor Doom đúng không? Doctor Doom. Nhưng mà anh lại sợ đây sẽ là một cái kiểu phản diện one-off ấy. Kiểu xuất hiện một lần xong rồi bị giết một cách lãng xẹt xong rồi thôi. Nhưng mà ông ý sẽ là phản diện chính của cả cái chương này luôn á. Giống Thanos ấy. Sẽ là Thanos đúng không? Đúng rồi. Mong là nó sẽ hay. Doctor Doom là kiểu phản diện chơi não á. Không, chứ không phải là không phải kiểu như Wolverine đúng không? Phản diện não. Các bạn cứ thử nghĩ nhé, Wolverine kiểu rồi. Nó như kiểu những năm 80 như chán và lờ. Không phải Wolverine đấy. Đấy là ý tưởng về Wolverine nhé, chứ không phải là Wolverine của Hugh Jackman nhé. Hugh Jackman số 1. Tôi yêu Hugh Jackman. Thế ra bây giờ đến cái tuổi này của anh ấy, anh tiêu thụ nội dung theo kiểu là nó hay để xem không hay thì thôi kệ, không nói về nó lắm ấy. Nhưng mà tại vì đây là một clip review nên chúng tôi nói thế thôi. Chứ sau khi tắt xong tôi đi xem lần nữa. Đấy. Thế thôi. Đấy, nhưng mà nói chung là Marvel năm sau là có hẳn bốn phim. Thì thôi, không biết thế nào. Thôi thì nghĩa là kiểu không, phim Deadpool này không hề chạy KPI nhá. Một năm có một phim thôi mà cũng chất lượng cũng thế. Cũng được. Ok, về mặt doanh số rồi là về mặt phản hồi trên mạng xã hội đúng không? Thì tốt hơn hẳn thì hay đẹp sơ. Nhưng mà em cần cái vai cũ của Marvel trở lại. Marvel có phim hay nha. Có phim kịch bản hay. Thực ra nhá, mày không biết mày cần gì đâu. Em không biết em cần gì. Đúng không? Mình thực sự là không biết mình cần gì. Kiểu họ cho mình cái gì thì mình nghĩ là mình cần cái đấy. Nghe không? Họ cho mình thiếu cái gì mình cần cái đấy. Cũng là phim nào cũng sẽ phải có sai sót. Và mình sẽ nhìn vào cái sai sót đấy, mình bảo là tao cần cái này cơ. Nó như kiểu là anh cảm giác fan xem phim như kiểu là một cái đứa teen ấy. Tức là cho nó cái gì rất tốt rồi nhá, nhưng mà nó cũng sẽ phàn nàn vào cái gì đấy. Tại vì nó chỉ muốn thể hiện bản thân mình thôi. Và chúng ta có thể nhìn vào một cái khía cạnh tích cực là Deadpool and Wolverine đã lãi rất nhiều. Và số tiền nó có vào túi chúng ta không? Chúng ta nó lấy từ túi chúng ta ra. Lấy từ túi chúng ta ra. Và chúng ta vui về điều đấy. Chúng ta vui về điều đấy. À, có thể Kevin Feige sẽ không xem video này, nhưng mà tôi khuyên ông là nên là thể láo quá. Cháu xin ảnh bằng zero. cháu nghĩ là chú Kevin Feige nên thêm nhiều cameo hơn. Đấy là uầy, mời Trấn Thành không?
Mời Lê Dương Bảo Lâm không? Một biến thể của Deadpool. Deadpool biến tre. Đấy. Mời giống như mà kiểu thêm cameo phải thêm đàng hoàng nha. Còn thêm cameo như kiểu The Marvel ấy. The Marvel có cả cameo Beast. Đấy. The Beast ấy. Là ông xanh xanh ấy. Đây. Đào xây dựng. Em nghĩ là từ nay về sau ấy, Marvel mọi phim nên ghi là chẳng hạn như Captain đúng không? Captain America and Wolverine. Thunderbolt and Wolverine. Fantastic Four and Wolverine. Ừ, được. Hay thậm chí Blade and Wolverine. Cứ phải có Wolverine vào thì mới bú được tiền. Đấy, các bạn thấy sao về Marvel và các bạn thấy sao về Deadpool và Wolverine thì hãy để lại ý kiến trong phần comment. Tôi là vui vẻ. Và tôi là em nghĩ các bạn có muốn có thêm nhiều số mình sẽ tiếp cận nữa không? Hãy comment ở dưới. Bởi vì không tôi sẽ bị đuổi việc. Cái này là confirm nhé. Mày rất lâu mày không biết một cái. Mày không lên đây làm. Là rất lâu rồi tôi không qua mình sẽ tiếp cận. Đó tin chính thức đấy nhá. Ok. Và tôi là vui vẻ. Tôi không phải vui vẻ, tôi là nghĩa. Ok.